Các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm bật lửa dùng điện, đó là chiếc bật lửa plasma. Đây là chiếc hộp bật lửa mình muốn giới thiệu với các bạn. Chiếc hộp này được làm bằng giấy. Bên trong này là được bọc nhung đen. Và đây là chiếc bật lửa plasma mình muốn giới thiệu với các bạn. Chiếc bật lửa này có hai mặt đều được in nối, có hình là đầu lâu gạch chéo in nối. Sản phẩm được làm bằng kim loại. Bạn thấy mình bật vào bật ra rất là nhẹ nhàng. Ở phía dưới này là nó có cổng sạc. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm, khi nó hết pin, chúng ta dùng cái dây sạc như thế này để ta sạc sản phẩm. Trong mỗi hộp sản phẩm nó đều có cái dây sạc như thế này. Chúng ta sử dụng đầu này để kết nối với bật lửa. Và đầu này ta kết nối với cổng USB hoặc là ta kết nối với sạc đèn năng, cấp sạc điện thoại. Và khi sạc điện cho bật lửa, các bạn chú ý là chúng ta sạc khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thôi. Để như thế là bật lửa nó đã đầy pin rồi. Khi ta mở nắp ra, ta có hai cái cực như thế này. Khi ta ấn này, nó phóng điện, có một vệt điện gạch màu tím gạch ngang. Và một điều lưu ý nữa là các bạn khi bật bật lửa như thế này, các bạn chú ý là khi ấn là ta nên ấn khoảng 5 giây thôi để ta giữ độ bền cho bật lửa. Các bạn khi bấm quá 5 giây thì bật lửa nó sẽ dễ bị hỏng. Bật lửa dùng điện plasma nó là một sản phẩm công nghệ cao nên rất được nhiều người ưa chuộng và yêu thích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.